Chiều qua, tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều giờ liền đã xảy ra trên đường Nguyễn Ái Quốc hướng từ quảng trường tỉnh đi phường Hồ Nai. Theo đó, tình trạng kẹt xe bắt đầu xảy ra từ 16 giờ khi thời điểm tan tầm của các công sở và trường học. Hàng ngàn phương tiện giao thông nối đuôi nhau trên đường Nguyễn Ái Quốc đoạn từ ngã ba đường Dương Tử Giang đến vòng xoay Tân Hiệp. Tình trạng kẹt xe mỗi lúc một nghiêm trọng do khu vực vòng xoay Tân Hiệp, tình trạng hỗn loạn về lưu thông đã xảy ra do các xe không chịu nhường nhau. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Biên Hòa đã có mặt để phân luồng. Tuy nhiên, do lượng phương tiện đổ về khu vực này mỗi lúc một lớn, nên tình trạng kẹt xe kéo dài gần tới quảng trường tỉnh Đồng Nai. Đến khoảng 19 giờ tối qua, tình trạng kẹt xe mới được giải quyết, giao thông ổn định trở lại trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc. Đáng nói, tình trạng kẹt xe nhiều như thế này vẫn thường xuyên xảy ra vào những lúc cao điểm tại vòng xoay Tân Hiệp và đường Nguyễn Ái Quốc.